cùng với tháng riêng đi hội đình.
Thank you.
Thank you.
Ngư Thiên, Đa Giang, Đa Cư, Việt, Đa Địa, Viên, Đa Hiếu, Việt, Đa Lam, Ba Quốc, Hải Phòng, Vá Thành, Kiên, Đa Thủy, Ý Việt, Thanh, Đa Sơn, Đa Xá, Xuân, Đa La Thôn. Ý Vũ Định, Đa Đường, Đa Sứ, Cư Phùng, Và Đa Thanh, Viên, Đa Phúng, Thu, Thiên, Thiên, Đa Lê, Ý A, Ư A, Tiền Đa Ư Đê Kỳ, Ý Phúc, Trung Ca Thành, Ta Ý Bái Đảo, Ta Ý Đập, Bà Đình Đường, Cầu Thôn, Đa Dân Đồng, Ba Đại Vượng, Ta Thiên Tăng, Đập Phong, Minh Thượng, Giái Ngạn, Trừ Tài Đông, Anh Chiêu Cầu, Tài Đồng, Trừ Gia Dân Đảng, Thôn Dân Lý, Bình An, Cầu Tăng Liên, Thỏa Sử, Lão Ấu, Đa Đường, Đa Thọ Trường, Kim Tăng Hội Chủ, Đại Diện, Thủ Nhan, Ba Thân Tin, Đa Chủ, Thủ Hữu, Á Nhan, Ngô Ích, Đa Biết Điều, Tin, Đa Chủ, A Nguyên, Đa Đình, Đa Tôn, Ngô Xuân, Đa Hồng, Trình A Thị Thẻ, Ngô A Thị Ý Niên, Điều A Thị Ý A Phẳng, Phạm A Văn A Gần, Ý A Ngô A Thị Ý Đường, Phạm A Hiếu A Ư Chai, Trình A Thị Ý Đoan, Ngô Thị A Quần, Đoàn A Ư A Thị A Bổn, Đa Ư Phạm A Thị Ý A Luyên, Bùi A Thị Ý Nơ, Đoàn A Văn A Nhớ, Phạm A Quốc Quy, Trùng Văn A Tiền, Bùi A Văn A Ư Triện, Đoàn Đà Văn Đa Hải, Đàn Đà Văn Đa Hậu, Ngô A Định Nhà Công, Đoàn Đà Văn Đa Tứ, Nguyễn Đa Định Nhà Công, Nguyễn Đa Ư A Thị Oanh, Họ Ba Đồng Thôn, Đa Dân Đa Đằng Thờ Cá Nhật Cương Ư Can Đa Đức Cụ U Đám Mi Thành Tâm Ba Ngôn Đa Niệm Thần Đa Đảng, Gà Ư A Thần Đa Đẳng, Thiềm Ba Vi Bạch Cá Ư A Tình, Á Bình Nhà Sư Ư A Nhật Đa Vân Đa Xuân Đa Tát, Ư A Mối Hoài, Y A Bạch Đa Ư Báo Chi Thâm, Tu A Hưng Đa Lý Dực An Đa Ứng Bình Chi A Phúc Ba Gió Thì Kim Ba Nguyệt Ca Đa Nhật Thiền Tỉnh Đà Ú Liêu Tiểu Ú Vũ Đình Sứ Kinh Đa Ứ Thiên Đế Nghị A Phổ A Thân Đa Ứ A Tiên Đa Hiến Di Biện Hóa Phạm Tuyên Đa Hành Cần Đa Củ Sơ Văn Thượng Tấu Cùng Vi Đa Cảnh Trại Đa Hoàng Đa Trình Đa Bị Đa Ý Vương Tử Hà Cung Vân Đế Đa Nhất Nam Mài Bảo Đại Trung Ưng Đại Đa Vương Đệ Nhị Cao Sơn Quy Đa Nghị Minh Đa Thượng Đa Đẳng Đại Vương Đệ Tam Đông Hải Bảo Đa Trung Ưng tế đến thần hoàng phát đầu giờ cầu mong thần hoàng
bài mang mang về giữ chấp sự giá chi vi thư quán tây giờ thank you.
Tứ thiêu quả phẩm tam mang
Thế là cái thành hoàng thay mặt cho đoàn Thế Lan
thôn Sơn La. Chúng tôi xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân một năm luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, mọi gia đình hạnh phúc. Ban tổ chức xin được thông báo để các cụ, các ông, các bà và các bác chuẩn bị vào dân hương. Thì trước tiên thì tôi xin sẽ thông báo các vị ban quản lý làng vào dân hương trước, thì sau khi đó là ban thank you.